Minh Khoa xin kính chào quý khán tính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bài Việt ngữ đã Ái cho Tự Do với những nội dung chính sau đây. Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ việc ra soát hành chính thuế chống trợ cấp đối với lớp xe ô tô Việt Nam. Campuchia bàn giao 33 người Việt bị cưỡng bức lao động trong sông bài về Việt Nam. Vụ Việt Á, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra hầu tòa Quản trị viên Facebook UFH bị án với cáo buộc đăng tin thất thiệt. Hai nghi phạm giết người bị công an Việt Nam bàn giao cho Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Sơn Lộ, sinh năm 1948, tiến sĩ vật lý, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Sena, vào ngày 26 tháng 7 bị tòa Hà Nội tuyên hai án tổng cộng 5 năm tù một án 3 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoảng 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một án khác 2 năm tù theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tại khoảng 1 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn nhận định của hội đồng xét xử rằng các hành vi của ông Nguyễn Sơn Lộ đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Nguyễn Sơn Lộ bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 sau khoảng 6 tháng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Lúc đó, công an thông tin rằng quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ được đưa ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, nhưng xét tình tiết bị can là người già yếu, 74 tuổi, có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo công an, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này. Thông báo không cho biết cụ thể ông Lộ tiếp tục phạm tội gì. Theo tin RFA Loan trước đây, Ông Lộ là người có nhiều kiến nghị xây dựng đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Sơn Lộ còn được biết đến với tên Minh Đường, cũng từng ký tên với tư cách Viện trưởng Sena và một lá thư ngõ vào ngày 9 tháng 12 năm 2015 gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị lãnh đạo Việt Nam đổi tên đảng, đổi tên nước, thay đổi đường lối đối ngoại bị cho là lệ thuộc vào Trung Quốc. Bức thư có 127 người ký tên, trong đó có những nhân sĩ trí thức nổi tiếng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo. Một bài viết của Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn với tiêu đề góp ý xây dựng đảng hay chống đảng cập nhật đến Viện Nghiên cứu Siena và cho rằng thư ngõ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội 13 của đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống đảng nhà nước. Trước khi ông lộ bị khởi tố, vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Sena để thực hiện các thủ tục giải thể do viện này vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động. Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vào ngày 18 tháng 7 đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ rà soát hành chính lần thứ nhất thuế chống trợ cấp đối với lốp xe ô tô nhập từ Việt Nam. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam thông báo tin vừa nêu và truyền thông nhà nước loan đi ngày 25 tháng 7. Tin cho biết DOC sẽ bộ xác định doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lốp ô tô sang Hoa Kỳ không nhận được trợ cấp lợi ích riêng biệt nào từ chính phủ Việt Nam đối với 26 trên 27 chương trình bị cáo buộc. Đối với một chương trình cáo buộc còn lại về định giá thấp tiền tệ, DOC tính mức thuế trợ cấp sơ bộ là 1,26% trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2020 và 0% trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Những mức này thấp hơn mức áp dụng hiện nay là 6,46%. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ USITC hồi 23 tháng 6 năm 2021 cho biết DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với lớp xe nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng lúc bấy giờ, lên tiếng bác bỏ quy kết của Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng mặt hàng lốp xe khách và xe tải nhẹ của Việt Nam được trợ giá thông qua tỷ giá hối đoái thấp. Campuchia vào chiều ngày 25 tháng 7 bàn giao cho phía Việt Nam 33 người Việt tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Những người này bị nghi là đã bị cưỡng bức lao động trong khu sòng bài Casino Robot ở tỉnh Svay truyền thông nhà nước cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, tại tòa nhà 6 tầng thuộc khu Casino Robot, ấp Pavet, phường Pavet, thành phố Pavet, tỉnh Rieng, vương quốc Campuchia, có nhiều công nhân làm việc trong tòa nhà đã la lớn, đập cửa kính cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia đưa ra ngoài. Sau khi nhận được tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo 4 biên phòng cửa khẩu quốc tế một bài theo dõi tình hình và trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia về diễn biến vụ việc, đồng thời thông báo đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chính quyền tỉnh Rieng cho tất cả 35 người trong sòng bài, bao gồm 33 người Việt và 2 người Campuchia, về trụ sở công an thành phố Bavet. Tình trạng người Việt bị cưỡng bức lao động cho các sòng bài trực tuyến ở các nước, bao gồm Campuchia và Philippines, khá phổ biến thời gian gần đây. Và Bộ Công an Việt Nam đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng này. Vụ việc gây chú ý dư luận nhiều nhất xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, khi 40 người Việt bị dụ làm việc cho một casino ở Campuchia đã phá cửa chạy ra ngoài và bơi qua sông Bình Di, thị trấn Long Bình, An Giang để về nước. Sau đó, Campuchia đã mở chiến dịch truy quét các sòng bài để trấn áp nạn cờ bạc phi pháp. Những sòng bài ở Campuchia và Philippines chủ yếu do người Trung Quốc đầu tư. Họ thuê lao động từ các nước Đông Nam Á sang làm việc, bao gồm cả người Việt Nam. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26 tháng 7 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với năm cựu quan chức thuộc tỉnh Quảng Ninh bao gồm cựu phó chủ tịch tỉnh là ông Phạm Văn Thành. Những người này bị cáo buộc có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ án mua vật tư sinh phẩm xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 1 năm 2021 khi đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh. Ông Phạm Văn Thành đã thỏa thuận thống nhất với công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đại diện là Phan Quốc Việt, tổng giám đốc về việc mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của doanh nghiệp này. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2021, công ty Việt Á đã cung cấp ống môi trường, que tăm bông cho trung tâm y tế thị xã Đông Triều để tổ chức lấy mẫu, còn kích xét nghiệm và kích tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển để thực hiện xét nghiệm theo quy định phân luồng của tỉnh Quảng Ninh. Theo cáo trạng được báo nhà nước trích dẫn, các bị cáo đã ký các tài liệu, thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho công ty Việt Á tăng vượt 16.539 kích xét nghiệm và 16.548 kích tách chiết gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Theo báo nhà nước, vào cuối năm 2021, khi Bộ Công an xử lý vi phạm liên quan đến công ty Việt Á, ông Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình, cựu Phó trưởng ban dân vận thị ủy Đông Triều, đã sử dụng tiền cá nhân, huy động các doanh nghiệp để bù lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho công ty Việt Á trên 18 tỷ đồng. Tòa án binh tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với quản trị viên của trang Facebook UFH Confession. Vì bị cho là đăng tải thông tin thất thiệt về vụ nữ sinh viên trường Hoflicht bị hiếp dâm khi đang học quân sự. Theo báo quân đội nhân dân, tòa án quân sự quân khu 7 hôm 26 tháng 7 tuyên phạt anh Nguyễn Lê Tấn Tài mức án như vừa nêu về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính. Đồng thời tòa cũng tuyên phạt thanh niên 19 tuổi hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm vai trò quản trị điều hành website trang mạng xã hội trong thời gian 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính. Máy tính sách tay hiệu MacBook Pro được tài sử dụng để duyệt, chỉnh sửa và đăng tải bài viết bị phạt tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tòa ghi nhận số tiền gần 27 triệu đồng người này tự nguyện bồi thường thiệt hại cho trường quân sự quân khu 7. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2023 khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại tiếng la hét của một nữ sinh trong doanh trại quân đội. Đồng thời người quay clip nghi vấn về việc có vụ hiếp dâm. Các thông tin đính kèm video cũng cho rằng đã có vụ việc xâm hại tình dục đối với nữ sinh viên trường đại học ngoại ngữ và tình học thành phố Hồ Chí Minh Hufflitz, khi đang tham gia khóa học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 Báo Quân đội Nhân dân dẫn cáo trạng cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2023. Mặc dù không biết nội dung vụ việc, không tiến hành kiểm chứng, nhưng Nguyễn Lê Tấn Tài, quản trị viên trang Facebook UFH Confession, đã dùng máy tính sách tay của mình trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến. Bài viết cho rằng đã xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh Hufflitt, vào lúc 22h30 ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường quân sự quân khu 7 và nhiều vụ việc hiếp dâm trước đây. Bài viết sau đó bị xóa và trường quân sự này có công văn khẳng định thông tin trên là bịa đặt, đồng thời đòi xử lý những ai lan truyền thông tin. Cáo trạng cho rằng thanh niên này đã đăng tải bài viết trên trang fanpage UFH confession lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 và sau đó thu hút lượng tiếp cận và tương tác rất lớn, gây hoang mang dư luận. Tòa án binh khẳng định hành vi phạm tội do tài thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến quy định về quản lý môi trường mạng, làm giảm uy tín của tổ chức, cụ thể là Trường Quân sự Quân khu 7, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội. Cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay, trong phần nói lời sau cùng tại tòa, Nguyễn Lê Tấn Tài thừa nhận toàn bộ hành vi bày tỏ ân hận và mong nhận được sự khoan hồng để có cơ hội sửa sai, tích cực làm nhiều điều có ích cho xã hội. Công an Việt Nam đã bàn giao hai nghi phạm gốc Việt bị tình nghi giết người cho cảnh sát Mỹ và đã được dẫn giải từ San Francisco về nhà tù hạt Harris bang Texas trong hai ngày 19 và 21 tháng 7 vừa qua. Cơ quan cảnh sát Houston cho báo chí địa phương biết tin này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt cho cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định. Theo thông tin từ Bộ Công an được báo nhà nước trích dẫn, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6, trinh sát của phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng truy nã quốc tế trong đó có Phan Boli và Nguyễn Vũ Jaden. Hai người này có lệnh truy nã do Tòa án quận hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ, ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2023. Lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng Thư ký Interpol ban hành vào ngày 18 tháng 4. Tội danh giết người, khung hình phạt, tử hình. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Phan Boli và Jaden, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lẫn trốn, cắt đứt mọi liên lạc, nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Bolifan 26 tuổi và đình Vũ Nguyễn 25 tuổi bị cáo buộc đã tham gia vào một vụ nổ súng gây chết người vào hồi cuối tháng một vừa qua. Có hai người đã bị giết hại trong vụ án này. Động cơ của vụ giết người theo hồ sơ điều tra của cảnh sát Mỹ là có liên quan đến ma túy. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của bay Việt Ngữ Đại Ái Cho Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RTV Tiếng Việt.